Ok, các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ sang một vần mới trong bài học ngày hôm nay của chúng ta, đó là vần các bạn nhớ này, xong các bạn bật chữ P cho cô này. Nhớ chưa nào? Rồi, chúng ta có từ gì đây? Jump. Jump là nhảy đúng không nào? Jump. Tiếp tục này. Pump. Pump. Nhớ bật cho cô chữ P nhá. Nghĩa là bơm đúng không nào? Rồi. Stump. Stump. Tiếp tục này. Grump. Grump. Âm A ngắn thôi nha. Grump. Grump. Tiếp tục này. I jump. Các bạn nhớ này, cái đuôi ED này này, khi mà nó đi sau chữ P thì nó sẽ được đọc thành chữ T nhá. I jumped over ha. Thì cái chữ T này khi các bạn đọc nhanh ấy, cái chữ T này nó sẽ nối với chữ over thành chữ chữ over, được chưa? I jumped over ha. The stump and bumped, tương tự như vậy nhá. And bumped my leg, được chưa nào? My leg, các bạn nhớ nha. Rồi chúng ta sẽ đọc lại từ này một lần nữa này. Câu này khi các bạn đọc chậm thì nhớ này, I jumped over, cong lưỡi chữ R lên nha, đừng đọc over không mà phải over, cong lưỡi chữ R lên. The stump and bumped, nhớ đuôi ED thành chữ T nha. Trên này ED cũng thành chữ T và dưới này ED cũng thành chữ T. My leg, được chưa? Rồi, đọc nhanh thì chúng ta sẽ dùng chữ I jumped over là một đoạn này. The stump là một đoạn này. And bumped my leg, được chưa? Khi các bạn đọc nhanh thì cái chữ T ở đây các bạn được phép bỏ qua ha. Ví dụ này, I jumped over the stump and bumped my leg, được chưa nào? I jumped over the stump and bumped my leg, được chưa nào? Lại một lần nữa nha. I jumped over the stump and bumped my leg. Được chưa nào? Rồi, các bạn nhớ luyện tập cho cô nha.